Các bạn ơi, nên chuẩn bị bắt đầu bước vào chợ đêm Đà Lạt hết các bạn. Nhưng mà đặc sản Đà Lạt là mưa ha. Thì bây giờ cảm giác bắt đầu trời đã mưa phùn rồi các bạn. Nãy lúc nên đi thì mưa lớn, bây giờ thì đã thành dặn rồi các bạn ơi. Nhưng mà vẫn còn rất nhiều. Nhưng mà nếu mà bạn nào xem kênh YouTube của Ninh thì các bạn biết rồi, phong cách của Ninh là không có ăn giặt. Nhưng mà hôm nay gì các bạn? Hôm nay gì các bạn, Ninh sẽ ăn giặt một món, đó chính là bánh tráng nướng. Thì các bạn đi thôi. Tráng nướng nha. Bánh tráng nướng của bạn như thế rồi đi anh. Có kem bơ vô sẽ lắp đầy đủ. Lắp tráng nướng của bạn như thế rồi đi anh. Thank you.
như là một tượng đài hết các bạn, tượng đài ngay trung tâm của cửa chợ Lạc luôn ha. À, thì các bạn thấy nè, đợt này á các bạn, thật sự á nên thì nên muốn ở cái khách sạn Colin á các bạn, khách sạn trung tâm á, là cái Đà Lạt á, là cái chợ Lạc mới ha, thì nên định ở đó, nhưng mà cuối cùng với tinh thần thiên nhiên cao cả các bạn nên đã đánh một vòng lên tới Đà Lạt Wonder ha. Bên Đà Lạt Wonder thật sự là cho nên trải nghiệm rất là đẹp các bạn. Nói chung là ở chợ nó có một cái cảm giác nó rất là trong lành, và nói chung hiểu là tĩnh dưỡng các bạn. À, còn đây là các bạn nhìn về cái chợ Lạc cũ nha. Rồi đây là con dốc nha, đây là con dốc, bao nhiêu bộ phim tới con dốc này các bạn ha. Rồi rồi ở đây này các bạn thấy không đó. Đó, các bạn nhìn vào những cái bảng này các bạn thấy gì không, những đặc sản rất là quen thuộc Đà Lạt ha. Nào, kem bơ, bánh tráng nướng, súp cua, dâu lát, đậu lát, sữa nành, sữa đậu nành, sữa bò, sữa nóng gì, đầm lớp hết. À, rồi, à, mà đặc biệt cái nghe các bạn, mọi người tới Đà Lạt, mọi người sợ mưa nhưng mà đi thích mưa các bạn. Thật sự mưa nó mới tạo nên Đà Lạt, tạo nên một cái gì đó rất là đẹp của Đà Lạt ha. Và trong cơn mưa cũng có những cái hay. Bây giờ đi với Đình, ra đi ăn bánh tráng nướng. Đó các bạn, đi. Mấy các bạn, giờ mình tới cái quầy sữa đậu nành. Thì hấp thụ mấy các bạn, giờ mình tới cái quầy sữa đậu nành của chị này. Nhìn hấp dẫn ha. Có sữa đậu nành, sữa đậu xanh, đậu phụ. Bé ơi, bé. Có thêm bánh nữa. Đủ loại bánh á, ăn cũng ngon ha. Nói chung thôi mình vô các bạn, vô cái đầu vô. Chị mình có mấy loại chị? Dạ, 4 loại xanh nành. Đậu xanh, sữa bắp, đậu phộng. Wow, các bạn nhìn thấy đã không các bạn? Thời tiết nóng nhìn đã ha. Sữa nó sôi 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 lên đã. Thôi bây giờ mình vô quán, mình vô chỗ mình ngồi cái đi. Lát thử luôn, từ từ để kêu món cái. Các bạn, trong thời gian chờ là sữa đậu ấy nè ha, mình ăn trước khẩu chua đây. Chua cũng là đặc sản nha các bạn, đang thử nữa. Thật sự hồi nãy nó cũng ăn chua mà các bạn ơi, trời lạnh quá. Này buổi sáng thì nó ngon hơn, thôi lỡ rồi. Thấy hấp dẫn quá, bạn nguyên mâm ngon. Ngon lắm rồi các bạn. Đây toàn nấu chui luôn rồi. Tắt luôn hả? Chung nhìn thấy chỗ trên này bán là chắc nó ngon rồi. Được rồi. Nhưng mà nãy mới ăn tối xong rồi các bạn. Nên đi kêu ít thôi. Cái bánh cua với một cái bánh hot dog nhân phẩm ai. Ở trong thời gian chờ đợi quốc luôn các bạn. Cái này nè, bưng bằng. Cái hai đi nè. Bánh cua, đặc sản rồi ha. Thấy ngon luôn. Nãy mình ăn hết luôn mà bạn cản có thể không nổi. Đi sample ly đậu nành. Em gửi lên sample ly đậu nành. Cái ly này là mix giữa ba loại luôn các bạn. Đậu xanh này, đậu phộng với sữa. Đâu, nghe được cái ly này nè. Còn
cái này là sữa đậu nành với sữa bò. Sữa bò đặc đó nha. Cái này đừng có lây giống gì nữa. Thật sự lên Đà Lạt buổi tối nóng á, mình các bạn uống cái này rất là ngon nha. Với ăn thêm cái sữa chua nữa ha. Rất là tốt cho đường ruột ha. Sau khi mà nên uống sữa nặng xong á thì nên lạc khỏi qua bên cái quầy dầu. Thấy dầu trên này bự ngon quá, ly 50 ngàn. Thôi lấy ly luôn. Rồi cảm ơn chị nha. Wow, các bạn thấy ngon không? Rồi ha, chắc là tuyệt vời. Tuyệt vời chưa chắc, để ăn thử mới biết được. Xuất sắc nha các bạn, trái dầu rất là bự ha. Rồi dao bắt thì em, dao tươi nè. Ngon. Hơi chua. À, dao to thì 50. Rồi, nên giữ đúng lửa với các bạn nha. Nên sẽ bắt đầu ăn bánh tráng nướng. Thật sự mà nói bánh tráng nướng nó quá nhiều nơi các bạn. Không biết nơi nào ngon hay dở. Thì thôi đặt niềm tin đi nha. Nghe chàng cái con dốc đi lên nè. Đi lên đi xuống nè ha. Nó nằm ở ngoài cái cửa hàng La Farm đó các bạn. À, thấy con em trai này nó làm thấy cũng chuyên nghiệp quá. Đang thử bánh tráng nó coi sao. Thấy các bạn. Cảm giác thằng em này nướng cũng khá chuyên nghiệp. Nó khá nóng. Nó giòn quá. Wow, đây khối rồi, thấy chưa? Ghê không? Ghê không? À. Rồi, ghê chưa? Các bạn thấy ghê chưa? Ghê hiểu cảm giác tại sao mà các bạn lên đây các bạn thích ăn bánh tráng nướng rồi. Cầm cái bánh tráng ấm đã thôi các bạn. Nóng quá. Khá ổn áp các bạn ơi. Cái tôm khô mà nó chảy nó rất là thơm ha. Nó vào miệng với cái trứng. Trứng tẩm dắt tôm thơm. Nó có điểm xúc xích nữa. Rồi nó chán một cái lớp như thiên mạnh nè các bạn. Nên cảm giác nó thơm không? Ok. Ở đây các bạn ăn nha. Ok. Và ra nó còn bán trứng đó. Trứng nướng, khoai lang nướng, bắp nướng tùm lum á. Sữa chua nữa, đúng rồi, sữa chua nữa nè. Sữa chua nữa. Rồi các bạn ơi, cũng lại là một con dốc ha. Nhưng mà con dốc cầu thang này bước xuống là tới chợ Đà Lạt. Chứ không có bước xuống là tới trung tâm ấy các bạn. Các bạn nhìn nè. Wow. Cái vị trí này là một vị trí tuyệt đẹp và rất là nhiều bạn check in ở vị trí này nha các bạn. Hầu như là tất cả các bạn tuổi teen thì check in vị trí này ha. Thì đi lại đây xíu đi. Rồi các bạn thấy không, ở đằng kia rất là nhiều bạn đang check in chụp hình ha. Ở cái góc này ha các bạn, tại cái góc này rất là đẹp ha. Thì chắc chắn là Ninh tuổi già sức yếu nên không có dành lại các bạn rồi. Nên đứng ở đây nha các bạn. Thì
ở vị trí này các bạn nên kết thúc tập vlog đầu tiên của Ninh ha. Mong rằng các bạn sẽ đón xem và hưởng ứng tích cực tập vlog này ha. Tại vì những cái tập vlog gần đây nên đầu tư rất là nhiều và rất là công phu, cũng như là rất là mong sự góp ý của các bạn ha. Like, share và subscribe cho kênh của Ninh và đón chờ vlog thứ hai tại Đà Lạt của Ninh nha. Bye bye. Xem kênh, nếu thích các bạn hãy bấm đăng ký để ủng hộ Ninh và đừng quên bấm vào cái chuông để đón xem các tập tiếp theo các bạn nhé.